chuyến đi trong nó. Quang quay hẳn cái chỗ này, hội nhỏ Quang nhìn là cũng khiếp đấy. Bánh đất tới bùng rồi. Trồng nho. Các bác này bác lấy giống bên mình nhá. Toàn bộ đây là chỗ này là được một mẫu là 10 sào. Rộng chưa? Tít là tận đỉnh. Các bác cần cái giống nho chuộng, nho nhập khẩu thì liên hệ mình nhé, Phạm Quang, số điện thoại 0382 411 689. Mình sẽ tư vấn kỹ thuật miễn phí và cái cây giống mình bàn giao cho các bác kỹ thuật cho tới khi ra quả. Đã bắt đầu vào cái vụ đầu xuân rồi, bắt đầu là cái cây giống là mình bắt đầu xuống giống rồi. Bây giờ cây giống xuống cái đất nó hoa như thế nào, nó lên nó bật rất là khỏe, đang đánh rất là nhiều luống. Okay. Bạt ngàn luôn. Đây nó có một cái mương, của nhà mình. Ra bên ngoài. Cái mương nó chảy nước vào. Một cái mương. Còn kia có cái mương lớn, sẽ lấy nước vào đây. Này là một mô hình sinh thái. Cái chỗ này sẽ dự định trồng nho ngón tay đen, nho mẫu đơn, nho sữa Hàn Quốc ấy. Số cái giống nho đen cái hợp làm cái mô hình sinh thái. Đi mỏi cánh luôn. Các bác cần cái giống thì cứ liên hệ cho mình nhé. Rất nhiều luống. Các bác cần cái giống thì cứ liên hệ mình nhé. Video mình kết thúc tại đây. Đây là mình chuẩn bị là bàn giao cái giống cho khách trồng vụ đầu xuân năm 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video, nhấn nút theo dõi và follow kênh giúp mình nhé. Kênh sẽ chia sẻ các cái kỹ thuật trồng nho tại miền Bắc. Cái gì thì có thể trao đổi được các bạn thì các bạn cũng có thể tương tác và trao đổi lại, góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.